cái cây gì đây mà ở đây cũng rỉa ra mà quá trời chú ơi. Hả? Rồi có mớ gì tới cùng anh Viện lần à. Rồi có la la con đi chơi con ghé. Cái bùm sụm đây cũng góc chậu hoa lửa đây chứ. À đúng rồi, người ngủ xét. Ê, cây ngủ xét giờ tiền không rò coi chú. Chú. Cây ngủ xét giờ tiền không rò coi chú. Đây nè, cây qua đó. Bốn có mấy trăm ngàn cây. Trái dưới nè. Sắn nó đâu có sắn lao. Học xuống nào mà. Sống ít năm hả? Chùm thái vú xí lò rèn mang cục cấp thái văn văn kính mong bà con bác ủng hộ. Công ty giống cây trồng bánh tre. Công ty giống cây trồng miền Nam. Chuyên cung cấp các loại cây như sau: măng cụt, phát minh ra cái câu nói đó cũng tiền căng không thể nó nói căng. Chuyên cung thế nó chỉ là ràng măng cụt cấp thế văn văn kính mong một con bác ủng hộ. Cái đường bác chết thằng nào cũng chở đây cũng nói câu đó. Thằng nào cũng chở đây cũng nói câu đó chứ cái thằng đầu tiên nói mà sắp xếp cái câu đó cũng nhờ. Nhờ cái thằng mà nó có ăn có hạt có kiến thức thì cũng giống như như anh kia thì chơi game đó nó có tiền hơn mấy anh đi lộ máy kia, mà thiệt ra mấy thằng có hạt nó mới sáng lập cho cái game đó cho mấy thằng không hạt nó mới chơi. Đúng không chú? Đúng không? Thằng nó ngu quá. Nhiều anh nhưng chú anh so sánh cái thằng cuộc thi mà đường lên đỉnh Olympia đó. Anh so sánh với thằng chơi game dễ nhất, thằng chơi game thì mấy tỷ đó, mà mấy anh hạt kia thi thằng tới đó thì có được có vừa chục triệu mấy. Mà ảnh đâu á là mấy thằng sáng lập game đó mấy thằng hạt rồi chứ đâu. Nó mới xóa ngập cho mấy ảnh chơi. Hạt nứa hạt mứa mà. Thằng nào chở đi bán cũng trong trong của màu cao đó à. Màu cao đó đạp mít kia chứ mà có dây có tràn chứ phải dây có nại chứ đâu phải đạp tầm bạo ở lê ở công họ bực cắt dê xanh xoài đình loan hả đình loan xoài có quà lão măng cụt trời ơi trung tâm hợp lý thấy gì đó
Sầu riêng chôm chôm và cốc thái vỏ ngon vậy. Kính mong bà con qua ủng hộ. Phía bên kia chú không bấm này vô. Bên cạnh không bấm này thấy người nó quăng hết. Mấy cái đó tỉa mới vậy. Đi mạnh mấy cái này. Trừ thế à.